Chúng tôi là Tân Phong Promotion. Xin chào. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Cao Thanh Danh Official. Rất vui khi gặp lại các bạn. Hôm nay chúng tôi xin chia sẻ với các bạn những mẫu chuyện ngắn hay và qua đó xin gửi đến những thông điệp nho nhỏ. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Chúng ta sẽ đến với một mẫu chuyện thứ nhất mang tên là Chiến lược tình yêu. Câu chuyện như thế này. Một sáng nọ, hai vợ chồng chuẩn bị ra ngoài. Người vợ mới bảo với chồng là hãy mua cho bà một chiếc lược mới, bởi vì chiếc lược cũ đã bị gãy. Người chồng mới nói với vợ, dự định là mua chiếc đồng hồ đeo tay mới để mà tiện coi giờ, bởi vì đồng hồ cũ bị hư dây mất rồi, nhưng mà vẫn chưa đủ tiền. Xin lỗi bà nha, tôi không mua cho bà chiếc lược được. Người vợ nghe vậy và không nói gì thêm. Hôm sau người chồng đi làm, ông qua tiệm đồng hồ và bán chiếc đồng hồ của mình với giá rẻ để mua chiếc lược mới cho vợ. Buổi tối đó, ông vui vẻ ngồi đợi vợ ở nhà với chiếc lược mới trên tay. Tuy nhiên một lúc sau, ông vô cùng sửng sốt khi thấy vợ xuất hiện với một mái tóc ngắn. Thì ra bà đã bán mái tóc của mình để đi mua cho ông chiếc dây đồng hồ mới. Khi nhìn thấy chiếc lược trên tay ông, bà cũng rưng rưng nước mắt. Cảm ơn ông nhé, chúng ta cùng nhận quà của nhau thôi. Ý nghĩa của câu chuyện đó là những giọt nước mắt rơi trên má của họ là vì tình yêu sâu sắc mà họ dành cho nhau. Họ đã rất xúc động với hành động của đối phương. Có thể thấy hạnh phúc đến từ những điều thật đơn giản vậy thôi, bằng sự quan tâm chân thành dành cho những người mình yêu thương. Và mỗi chuyện thứ hai của chúng tôi muốn gửi đến các bạn mang tên là Mó hời với người nghèo. Có một cô gái trẻ đi đến hỏi ông lão bán trứng. Trứng này bán như thế nào vậy ông? Một đô hai quả thưa cô. Bán cho tôi một đô bốn quả, nếu không thì tôi không mua nữa. Thôi được rồi, cô cứ lấy đi. Ở đây là khởi đầu tốt, bởi vì có lẽ tôi sẽ chẳng bán được gì trong ngày hôm nay. Cô gái lấy trứng rồi hãnh diện bước đi. Cô cảm thấy mình đã trả được một món hời. Chiều hôm đó cô đi đến một nhà hàng sang trọng gặp bạn bè. Ở đó cô cùng các bạn ăn bất cứ thứ gì mà họ muốn. Tàn bữa tiệc, hóa đơn của họ lên tới 430 đô la. Cô gái đưa 500 đô cho ông chủ nhà hàng và bảo không cần thối lại. Ý nghĩa đó là sự việc có vẻ giản đơn, nhưng đối với ông lão bán trứng thì thật là đau khổ. Nhiều người trong chúng ta luôn hào phóng với những người giàu có mà lại quên đi tình người với những người khốn khổ. Chúng ta trả giá từng đồng bạc lẻ để mà đổi lấy sự thỏa mãn trong phút chốc, mà không biết rằng là có những người phải ngồi ngoài nắng cả ngày để kiếm những đồng bạc lẻ đó để mà trang trải qua ngày. Vì vậy nếu như cho được thì cứ cho đi, đừng nên quá xét nét và chăm chăm thu về lợi ích cho mình mà quên đi những khó khăn của người khác. Và mỗi chuyện số 3 mang tên là miếng bánh mì cháy. Mời các bạn cùng lắng nghe. Khi mà tôi còn nhỏ, tôi nhớ là mẹ tôi vẫn thỉnh thoảng nướng bánh mì cháy khét. Có một tối nọ, mẹ tôi về nhà sau một ngày làm việc dài và bà làm bữa tối cho cả nhà. Bà dọn ra bàn vài lát bánh mì nướng cháy, không phải cháy xém bình thường mà là cháy đen như than vậy. Tôi ngồi nhìn những lát bánh mì và đợi xem là có ai nhận ra điều bất thường của chúng hay không. Nhưng mà cha tôi chỉ ăn bánh mà xem như là không có gì và hỏi tôi về bài tập cũng như là những việc ở trường học như mọi hôm. Tôi thì không còn nhớ là tôi đã nói gì với ông hôm đó, nhưng mà tôi nhớ là đã nghe mẹ tôi xin lỗi ông vì đã làm cháy bánh mì. Xin lỗi anh và con nhé, em đang nướng bánh mì thì đi tính hóa đơn nên quên mất thời gian lấy bánh ra. Và tôi không bao giờ quên được những gì mà cha tôi nói với mẹ tôi. Em à, anh thích ăn bánh mì cháy mà. Đêm đó tôi đến bên chúc cha tôi ngủ ngon và hỏi là có phải thực sự là ông thích bánh mì cháy hay không. Cha tôi choàng tay qua vai tôi và nói mẹ con á đã làm việc vất vả cả ngày và mẹ rất mệt. Một lát bánh mì cháy chẳng thể làm hại ai con à. Nhưng mà con có biết điều gì thực sự gây tổn thương cho người khác không?
Đó là những lời chê bai trách móc cay nghiệt đấy. Rồi ông nói tiếp: Con biết đó, cuộc sống thì đầy rẫy những thứ không hoàn hảo, và con người thì không bao giờ toàn vẹn. Cha cũng khá tệ trong rất nhiều việc, chẳng hạn như là cha chẳng thể nhớ được là sinh nhật hay là ngày kỷ niệm như một số người khác. Điều mà cha học được qua nhiều năm tháng, đó là học cách chấp nhận sai sót của người khác và chọn cách ủng hộ những khác biệt của họ. Đó là chìa khóa quan trọng nhất để tạo nên một mối quan hệ lành mạnh, trưởng thành và bền vững con à. Cuộc đời rất ngắn, đừng để bắt đầu ngày mới với những hối tiếc và khó chịu. Hãy yêu quý những người cư xử tốt với con và hãy cảm thông với những người chưa làm được điều đó. Ý nghĩa, trong cuộc sống bạn cần phải biết học cách cảm thông đối với những điểm yếu, điểm hạn chế của người khác, cảm thông với hoàn cảnh, tính cách của mọi người trong gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Điều đó sẽ giúp bạn có một cuộc sống dung hòa xung quanh. Sự cảm thông là một trong những bí quyết nuôi dưỡng hạnh phúc gia đình. Và chúng ta sẽ đến với mẫu chuyện số 4 có tên là Vứt bỏ đôi giày. Tàu hỏa thì đang chạy trên đường, Susan nó không cẩn thận làm rơi một chiếc giày mới mua ra bên ngoài cửa. Mọi người chung quanh đều cảm thấy tiếc cho cô. Bất ngờ, cô bỗng ném ngay cái chiếc giày thứ hai ra ngoài luôn. Hành động này của Susan khiến cho mọi người sửng sốt. Thế là cô mới bèn từ tốn giải thích: Chiếc giày này bất luận đắt đỏ như thế nào, đối với tôi bây giờ đã không còn có ích gì nữa. Nếu như có ai đó có thể nhặt được cả đôi giày, nói không chừng họ có thể mang vừa nó thì sao? Ý nghĩa rất đơn giản, đó là những thứ không còn lợi ích đối với mình đôi khi lại là niềm hạnh phúc vô bờ đối với người khác. Đừng cố chấp giữ lấy những thứ mà không thuộc về mình hay là không còn phù hợp với mình nữa. Hãy trao đi cơ hội cho người khác. Hãy trân trọng mọi thứ mà mình có và chia sẻ niềm hạnh phúc với mọi người khi còn có thể. Và câu chuyện số 5 mang tên là Hành trang lên đường. Mời các bạn lắng nghe. Có một hòa thượng muốn đi học tập ở nơi xa, liền đến gặp vị sư thầy. Sư thầy nghe xong hỏi: Khi nào thì con đi? Hòa thượng nói: Dạ thưa thầy, 2 tuần nữa con sẽ đi ạ. Đường xa con đã nhờ người đan vài đôi giày cỏ, sau khi lấy giày thì con sẽ lên đường ạ. Sư thầy trầm ngâm một lát rồi nói: Nếu không thì thế này đi, ta sẽ nhờ các tín chúng quyên tặng giày cho con. Không biết sư thầy đã nói với biết bao nhiêu người, nhưng ngày hôm đó có đến vài chục người đem giày đến tặng, chất đầy cả một góc căn phòng thiền. Sáng hôm sau, có một phụ nữ lớn tuổi mang một chiếc ô đến tặng cho hòa thượng. Hòa thượng hỏi: Ủa, tại sao tín chủ lại tặng ô ạ? Người phụ nữ đáp: Sư thầy nói rằng hòa thượng chuẩn bị đi xa, trên đường có thể sẽ gặp mưa lớn. Sư thầy nói với tôi rằng liệu tôi có thể tặng hòa thượng một chiếc ô không? Thế rồi hôm đó, không chỉ có người phụ nữ đó mang ô đến tặng, mà đến chiều tối trong phòng thiền đã chất khoảng 30 chiếc ô các loại. Giờ học buổi tối kết thúc, sư thầy bước vào phòng thiền của hòa thượng hỏi: Giày cỏ và ô đã đủ chưa? Dạ thưa thầy, đủ rồi ạ. Hòa thượng chỉ vào đống ô và giày cỏ chất cao trong góc phòng. Dạ nhiều quá rồi thầy ạ, con không thể mang tất cả đi được. Sư thầy nói: Vậy sao được chứ, trời có lúc mưa lúc nắng, có ai mà tiên liệu được là con sẽ phải đi bao xa, phải dầm bao nhiêu lần mưa gió. Lỡ đâu giày cỏ đi rách hết cả, ô thì cũng mất, lúc đó con phải làm sao? Ngừng một lát, ông lại tiếp tục: Trên đường đi chắc chắn là con sẽ gặp không ít sông suối. Mai ta sẽ có lời nhờ tín chúng quyên thuyền cho con nữa, con hãy mang theo. Đến lúc này vị hòa thượng mới hiểu ra ý đồ của sư phụ. Hòa thượng quỳ rạp xuống đất nói: Dạ ngày mai đệ tử sẽ xuất phát và sẽ không mang theo bất cứ thứ gì ạ. Ý nghĩa, từ câu chuyện này chúng ta có thể nhìn ra rằng khi làm bất cứ việc gì, điều quan trọng không phải là những vật ngoài thân đã được chuẩn bị kỹ lưỡng hay chưa, mà là ta đã đủ tinh thần quyết tâm hay chưa. Có quyết tâm, vạch rõ mục tiêu, tất cả đều không còn là vấn đề, không còn là trở ngại. Hãy mang trái tim của mình lên đường. Mục tiêu dù là ở xa bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng đường ở ngay dưới chân mình, hãy cứ đi rồi sẽ đến. Bạn bước đi dù chỉ là một bước, điều đó cũng có nghĩa rằng bạn đã có thu hoạch.
chỉ cần đem theo trái tim nhiệt huyết, tất cả những vật ngoài thân khác tự sẽ đủ đầy. Và câu chuyện cuối cùng chúng tôi muốn gửi đến các bạn mang tên Chúng ta nghèo như thế nào. Một ông bố giàu có dẫn cậu con trai của mình đi thăm thú một ngôi làng. Người bố muốn cho con trai của mình thấy một người nghèo có thể nghèo đến mức nào. Họ đã dành thời gian cả ngày tham quan cánh đồng của một gia đình nghèo. Sau khi trở về, người bố hỏi cậu con trai: Con thấy chuyến đi hôm nay thế nào? Cậu con trai đáp: Dạ rất tuyệt bố ạ. À. Người bố hỏi: Con đã thấy người nghèo sống thế nào chưa? Dạ vâng, con đã thấy rồi ạ. À. Vậy nói cho bố nghe, con học được gì từ chuyến đi này? Cậu bé trả lời: Chúng ta chỉ có một con chó, họ có tới 4. Chúng ta có bể bơi, họ có những con sông. Chúng ta dùng đèn vào ban đêm, còn họ thì có những ngôi sao trên trời. Chúng ta có những bức tường để bảo vệ mình, họ thì có bạn bè. Chúng ta có tivi, còn họ thì dành thời gian cho những người thân yêu. Người bố nhìn con trai và không nói nên lời. Cậu bé nói thêm: Con cảm ơn bố vì đã cho con thấy là chúng ta nghèo như thế nào. Ý nghĩa câu chuyện: giàu có không hẳn là có nhiều tiền. Tình yêu, lòng trắc ẩn, tình bạn, những giá trị đích thực trong cuộc sống và tình yêu thương trong gia đình mới khiến bạn là người thực sự giàu có. Vì vậy, thước đo sự giàu sang chưa hẳn là tiền bạc. Đôi khi người giàu có còn nghèo hơn cả người nghèo khổ. Trên đây là những mẫu chuyện mà chúng tôi đã sưu tầm được và qua đó cũng muốn gửi gắm những thông điệp ý nghĩa đến quý vị và các bạn. Mong rằng là chúng ta sẽ có thêm những bài học hay và tích cực trong cuộc sống. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Tân Phong Promotion, hẹn gặp lại các